thầy tử vi tiết lộ sự thật chấn động về vận trình cuộc đời tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Thần tài báo mộng trúng lớn, bỗng thay đổi vận mệnh, gặp thời phất mạnh đổi đời, giàu hơn tỷ phú, đúng trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024. Hoan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi chuyên mục tử vi hàng tháng trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Xin kính chúc quý khán giả luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, ai sinh ra trên cuộc đời này cũng đều mong muốn mình có một cuộc sống đầy đủ, sung túc và tốt đẹp. Chẳng ai muốn mình phải lam lũ khổ cực, khó khăn hết ngày này qua tháng nọ. Nhưng mỗi chúng ta đều không được lựa chọn nơi mình sinh ra, mà chỉ có thể lựa chọn con đường tương lai mình đang hướng đến bằng chính sự nỗ lực, cố gắng của mình. Sống tốt, sống thiện lương thì phúc phần nhận lại cũng tương xứng vạn phần. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 thân mến, theo quan niệm của tử vi phương Đông thì mỗi con giáp đều mang cho mình số mệnh khác nhau. Có người giàu sang phú quý ở thời điểm này nhưng lại vỡ nợ, phá sản xui xẻo ở thời điểm khác và không ai biết thần may mắn sẽ mỉm cười với họ khi nào. Thế nhưng, may mắn được cấu thành và nhìn nhận bằng việc nắm bắt cơ hội, và quan trọng là bạn tận dụng được những cơ hội vàng này để có thể vận may bùng nổ, dễ trúng lớn cực đậm, đổi đời giàu sang, ôm tiền tỷ về tay. Quả là ông trời không phụ lòng người. Mới đây nhất thầy tử vi có tiết lộ rằng, bước sang năm Giáp Thìn 2024 âm lịch chính là thời điểm khởi sắc rõ rệt trên con đường công danh, sự nghiệp và tiền tài đối với tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, đặc biệt nhất là trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024 này. Bản mệnh làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ suôn sẻ, quý nhân chiếu cố nồng hậu, may mắn liên tiếp kéo đến, tiền bạc ùn ùn đổ về túi, giàu sang sung sướng, hưởng phúc lộc đến cuối đời. Vậy cụ thể, vận trình tử vi trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ sẽ như thế nào? Vận may sẽ từ đâu mà đến? Để có thể nắm bắt tốt cơ hội đổi đời thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng đi vào nội dung của video hôm nay nhé. Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Bính Ngọ họ sinh ra là để gánh vác công việc cực khổ, không bao giờ thừa nhận thất bại. Họ chiến đấu đến cùng, chỉ cần bản thân mình có thể, không hành động thì thôi, chứ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Người tuổi Bính Ngọ muốn thành công thì bắt buộc họ phải rèn luyện tính nhẫn nại của bản thân, đặc biệt trong công việc, khi đã bắt tay vào làm việc gì thì phải gánh vác tới cùng, có đầu, có cuối, đặc biệt đối với họ bảo mật là trên hết. Bính Ngọ khó thích nghi với lịch trình do người khác đặt ra và thiếu kiên nhẫn để tuân theo các quy tắc. Tuy nhiên, họ lại rất giỏi trong việc giải quyết những việc khó nhằn, bởi khi được tự do giải quyết theo ý mình, Bính Ngọ sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời, nhưng hãy nhớ giám sát và đừng để họ mất tập trung. Ưu điểm của Bính Ngọ trong công việc là họ luôn cẩn thận trong mọi việc, xử lý công việc đúng mực, dám nghĩ, dám làm, lại có khả năng giao tiếp tốt. Bính Ngọ thận trọng trong mọi việc và mang lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác. Bính Ngọ có sự thẳng thắn, yêu thích rõ ràng và luôn nhìn mọi vấn đề với thái độ tích cực, giỏi bày tỏ ý kiến và mục tiêu làm việc của mình. Điều đặc biệt giúp Bính Ngọ gặp vận tốt sẽ phát huy được năng lực của mình, đó là họ có khả năng nhạy cảm với những điều mới và dường như họ luôn đi trước người khác một bước để phát triển sự nghiệp. Các lãnh đạo rất thích nhân viên của mình có sự nhanh nhẹn như vậy, mặc dù có vẻ thức thời, giống như loài ngựa có thể chạy vạn dặm, nhưng chúng lại cần có sự kiểm soát và huấn luyện nghiêm khắc thì mới đi đúng hướng. Bính Ngọ cũng vậy, có thể họ không phù hợp với một lịch trình sắp đặt sẵn, nhưng họ cần học được những nguyên tắc nhất định để kiểm soát mục tiêu của mình không bị lệch hướng. Thêm vào đó, Bính Ngọ lại thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh và nóng nảy khi có chuyện xảy ra, nhưng lại nhanh chóng lãng quên chúng. Bính Ngọ thường hay nói nhiều, là mẫu người lạc quan, cứ thao thao bất tuyệt mọi thứ trên đời. Đây cũng là điểm mà giúp họ có nhiều bạn bè, cũng được bạn bè giúp đỡ rất nhiều. Những điều này lại vô tình đắc tội với bạn bè. Chính vì thế, hãy luôn cẩn thận chú ý cách cư xử của mình. Lanh lẹ đôi khi cũng là một cái tội. Bính Ngọ có đôi tay khéo léo, họ có thể làm bất cứ việc gì đi nữa, khi người khác nhìn vào sẽ thấy được phong độ cao quý của họ. Tuy nhiên, họ lại là những người có ước muốn khá cao, đôi khi còn vượt quá năng lực của họ. Đặc biệt, khi rơi vào tình huống độc lập thì lại không có cách nào ứng phó một cách tự nhiên được. Bính Ngọ thường là người dễ thành công và thường sẽ nhận được những khoản tiền rất lớn, tuy nhiên lại sinh hoạt một cách phung phí, hào nhoáng,
thậm chí là sang chảnh quá mức cho phép. Chính vì thế mà họ không bao giờ dư giả được. Đối với Bính Ngọ, sự tự do là trên hết. Họ quý trọng tự do và tôn thờ độc lập. Họ cần rất nhiều không gian để lang thang. Tuổi này không thể chịu được các lịch trình hay thời gian biểu cứng nhắc, cũng như các quy định và quy tắc nhỏ nhặt. Đơn giản là họ không có đủ thời gian hoặc sự kiên nhẫn cho những thứ này. Bính Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Người ta tin rằng ngựa sinh ra để chạy đua và chu du thiên hạ. Vì vậy, du lịch là một trong những sở thích hàng đầu của con giáp này. Bản năng lãng tử thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời một chuyến du ngoạn. Bính Ngọ luôn lập kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo. Nếu không được hoạt động sẽ khiến cho họ buồn đến chết. Bính Ngọ luôn năng động, tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết. Đa số họ sinh ra để làm việc. Tuổi này thường lao động hết mình, bất kể đó là việc gì, mệt mỏi hay khó khăn chồng chất, cũng không thể ngăn họ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tố chất mạnh mẽ và bền bỉ giúp họ trở thành những nhân viên xuất sắc. Trong tất cả các tuổi, thì Bính Ngọ là con giáp dũng cảm nhất, cũng giống như những chú ngựa can đảm bao đời, giúp con người di chuyển trên những chặng đường dài hay đương đầu với kẻ thù trong các cuộc chiến khốc liệt, luôn thể hiện sức mạnh nội tâm, mãnh liệt và quyết tâm sắt đá. Ngay cả khi phải đối đầu với khủng hoảng và khó khăn, họ vẫn tiến lên phía trước, họ luôn muốn dốc hết sức lực của mình để thử thêm một lần cuối. Đó cũng là biểu hiện của sự tự tin to lớn trong họ. Bính Ngọ sẵn sàng đối đầu với thử thách ngày càng khó khăn hơn, tràn đầy dũng khí, họ sốt sắng vượt qua dòng sông trở ngại. Không chỉ mạnh mẽ, Bính Ngọ còn là những con người đáng tin cậy, chân thật và trung thành. Nếu đã hứa hẹn điều gì thì sẽ cố gắng hết mình thực hiện, họ chẳng mấy khi khiến bạn phải thất vọng. Khi giao du với bạn, họ rất hòa đồng. Tuy rất kiêu hãnh và tự lập, nhưng họ vẫn cần bạn đồng hành. Họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để đưa chỉ dẫn, khuyên nhủ. Cũng giống như ngựa tốt cần đến bàn tay chăm sóc của người cưỡi, Bính Ngọ cần có bạn bè hoặc bạn đời tốt để bộc lộ toàn bộ sức mạnh và ý chí. Hoạt bát, tốt bụng, mau miệng, hài hước, họ rất thích hội hè và được nhiều người biết đến. Nhiệt tình và thẳng thắn, họ rất dễ kết bạn. Các mối quan hệ xã hội cực kỳ quan trọng với họ và thường có nhiều bạn bè thân thiết. Họ thích dành phần lớn thời gian với một nhóm bạn và rất quan tâm tới cách người khác cảm nhận về mình. Thật khó để họ giữ được bí mật cho riêng mình. Thoải mái, tự tin trước đám đông, Bính Ngọ là một diễn giả hết sức thuyết phục. Họ không ngại nói ra sự thật, cũng quá chính trực và vô tư để có thể lùi bước trước sự bất công cả thèm chống chán. Trí thông minh tuyệt vời giúp Bính Ngọ nắm bắt vấn đề mới một cách dễ dàng. Họ có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, nhưng không phải bao giờ cũng hoàn thành công việc. Một khi đã bắt đầu thì họ luôn mải mê săn đuổi cơ hội mới. Do có quá nhiều sự quan tâm, nên họ thường chọn công việc theo hứng, hành động một cách bộc phát và hiếm khi cân nhắc chúng một cách kỹ lưỡng. Khi vỡ mộng vì kết quả không được như mong muốn, họ có thể bỏ dở công việc và chuyển ngay sự chú ý sang vấn đề khác. Nhanh nhẹn và linh hoạt, Bính Ngọ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng vánh. Do đó, có xu hướng bỏ qua các chi tiết, họ yêu luyện tập cả về thể chất và tinh thần. Để thỏa mãn tính chất thường của mình, họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án trước khi chúng được hoàn thành. Nhờ đa tài, nên Bính Ngọ có thể thành công trong rất nhiều việc. Tuy nhiên, họ lại rất khó chịu khi thất bại. Nếu sự việc không thành, họ thường không thể làm tiếp công việc đã đổ vỡ. Kẻ nổi loạn ương ngạnh thường bướng bỉnh và cứng đầu, tính khí bốc lửa và khả năng thay đổi tâm trạng nhanh như gió, đôi khi khiến họ trở nên nguy hiểm. Con giáp này sẽ không bằng lòng với bất kỳ hình thức kiểm soát hay tạo áp lực nào và rất ghét bị dồn vào đường cùng. Trái lại, họ thích làm mọi việc theo cách riêng của mình. Dù khoác trên mình vẻ ngoài hòa đồng, nhưng tận sâu thẳm thì họ vẫn là những kẻ nổi loạn mạnh mẽ. Bính Ngọ nhanh nhẹn, làm việc với tốc độ không phải ai cũng theo kịp. Tuy nhiên, họ lại yêu cầu người khác phải làm việc với tốc độ tương đương mình. Khi kết quả không như ý muốn, họ lại tỏ ra phàn nàn và không hài lòng. Nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi mới của xã hội là ưu điểm của Bính Ngọ mà cấp trên rất hài lòng. Tuy nhiên, Bính Ngọ lại thường bằng lòng với những thành tích nhỏ và mãi say sưa với chúng. Bính Ngọ có thêm một ưu điểm trong công việc giúp họ có thể nhận được sự ưu ái của cấp trên. Đó là họ lạc quan và có ý chí mạnh mẽ. Họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích. Sự nhạy cảm của bản thân khiến họ thích dựa vào trực giác của mình để làm việc. Đôi khi điều này khiến họ đánh giá mọi việc không đủ cẩn thận. Bính Ngọ cần chú ý đến điều này hơn để hạn chế những sai sót xảy ra. Lạc quan và ý chí mạnh mẽ, không muốn bỏ cuộc, nhưng việc thiếu kiên nhẫn khiến Bính Ngọ khi gặp vấn đề thì luôn muốn giải quyết gấp rút.
sự vội vàng này có thể đưa đến nhiều kết quả không như ý. Tuy nhiên, chính vì sự nhạy bén, nên họ có thể nảy ra nhiều ý tưởng hay và nhận được sự giúp đỡ của người khác. Nhìn chung, Bính Ngọ sẽ đạt được kết quả tốt nhờ sự lạc quan, giao tiếp khéo léo, cởi mở. Bính Ngọ được nhiều người yêu mến trong tập thể, họ cũng dễ kết nối với đồng nghiệp. Chính vì vậy, nhờ có sự hòa hợp này, họ không chỉ học hỏi được nhiều điều và cũng tận dụng được mối quan hệ để phát triển sự nghiệp của mình. Nam mệnh tuổi Bính Ngọ, cuộc đời sẽ bắt đầu ổn định từ trung vận, công việc được nhiều suôn sẻ, thuận lợi, bản mệnh sẽ vất vả nhiều về gia đạo và con cháu, sang đến tận hậu vận thì mới được thành thơi hưởng phúc, sẽ có nhiều đổi thay về công danh và sự nghiệp trong cuộc đời. Nữ mệnh tuổi Bính Ngọ, trong suốt cuộc đời sẽ phải trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, chỉ từ trung vận trở đi thì mọi chuyện mới ổn định, dần trở nên tốt đẹp cả về công danh sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm. Sau đây sẽ là tổng quan tử vi trong tháng 5 và tháng 6 âm từ công việc cho đến tình cảm hoặc các hoạt động vận động. Dù có sức khỏe tốt, bạn cũng cần phải luôn chú ý giữ gìn, hãy tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao một cách đều đặn, tránh xa các chất rượu bia, thuốc lá, nếu không phải trong trường hợp bất khả kháng thì không nên tiếp xúc. Thiên Cầu cũng khuyên bản mệnh tuổi Bính Ngọ không nên làm việc quá sức, dù công việc đang làm có quan trọng đến thế nào đi nữa. Nếu cố gắng quá nhiều trong một khoảng thời gian dài mà không chịu nghỉ ngơi, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, dễ mắc phải những căn bệnh vặt. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Tử vi dự báo, con đường công danh, sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ có những khởi sắc nhất định trong hai tháng âm lịch này, nhưng chưa đến độ nở rộ và vẫn sẽ tiềm tàng không ít nguy cơ. Vì thế có thể thấy rằng, bạn gặt hái được thành công hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất là cách hành xử của bạn khi đối diện với những sự việc hoặc những con người khác nhau. Nhờ có thiên ấn và tỷ kiên cùng đồng hành cho thấy, giai đoạn này bản mệnh giữ được đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Nếu tập trung làm việc, bạn có thể đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, giúp ích cho việc khẳng định vị thế, thậm chí có thể trở thành người dẫn đường, giúp tập thể tìm ra hướng đi mới phù hợp. Hãy luôn nhiệt tình và cố gắng trong công việc, bởi công sức của bạn sẽ luôn được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao. Nếu giữ vững được phong độ của mình, bạn không thiếu những cơ hội thăng chức, tăng lương, nhận được sự ngưỡng mộ và nể phục của mọi người. Cát tinh phượng các cho thấy, các mối quan hệ xã giao phát triển khá tích cực, bản mệnh làm quen được với những đồng nghiệp tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mình lúc khó khăn, tìm được người cùng chung chí hướng, cùng cố gắng hướng tới mục tiêu chung, nhờ có họ mà công việc của bạn tiến triển suôn sẻ hơn hẳn, khó khăn cũng không còn quá đáng sợ. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Vận trình tài lộc có nhiều khởi sắc, thu nhập từ công việc chính tăng cao, có thể được tăng lương, thưởng nóng hoặc có thêm nguồn thu nhập từ các công việc làm thêm, đầu tư. Tuổi Bính Ngọ có thể thu được những khoản lợi nhuận lớn từ việc kinh doanh, đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Với người làm công ăn lương, thiên ấn nhận thấy, nếu bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế của mình, thì không thiếu các cơ hội được lãnh đạo khen thưởng, cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc tăng lương cứng, công sức bạn bỏ ra sẽ luôn nhận được sự đền đáp xứng đáng. Việc làm ăn của người làm kinh tế nhìn chung bình ổn, không biến động quá lớn, không có cái gọi là cơ hội hốt bạc của thiên hạ, song may mắn là bạn cũng không cần phải đối diện với quá nhiều nguy cơ hay rủi ro tiềm tàng, tập trung lại tài chính, cân bằng thu chi, cân đối tiền bạc vào ra đều đặn, đời sống vật chất khá rủng rỉnh. Thời điểm 2 tháng âm lịch này sẽ là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định vị thế của mình trong lòng khách hàng, tìm cách mở rộng quy mô làm ăn, chậm mà chắc. Khi vị thế của bạn đã vững vàng trên thị trường, thì lượng khách hàng sẽ ngày một đông đúc, tự khắc tiền chảy về túi cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, hãy luôn cẩn trọng vì hung tinh phi liêm và thiên cầu vẫn luôn rình rập, báo hiệu những cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Bạn nên tỉnh táo để nhận ra những cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Muốn giàu có thì cần phải bỏ công bỏ sức, chứ không thể ngồi mát ăn bát vàng. Ngoài ra, hãy tránh đôi co với người khác để mình vào cảnh thị phi, gây ảnh hưởng danh tiếng. Với những chuyện không quá to tát thì bạn nên chính bỏ làm mười, đôi khi nhận thiệt về mình một chút để đạt được những bước tiến xa hơn trong tương lai. Ngoài ra, bạn cần chú ý chi tiêu hợp lý, tránh tiêu pha hoang phí, nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tiết kiệm một khoản tiền để phòng thân cho những trường hợp bất chắc. Thầy tử vi tiết lộ sự thật chấn động về vận trình cuộc đời tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, thần tài báo mộng trúng lớn,
bỗng thay đổi vận mệnh, gặp thời phất mạnh, đổi đời giàu hơn tỷ phú trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024. Hoan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi chuyên mục Tử Vi hàng tháng trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Xin kính chúc quý khán giả luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, ai sinh ra trên cuộc đời này cũng đều mong muốn mình có một cuộc sống đầy đủ, sung túc và tốt đẹp. Chẳng ai muốn mình phải lam lũ, khổ cực khó khăn hết ngày này qua tháng nọ. Nhưng mỗi chúng ta đều không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra, mà chỉ có thể lựa chọn con đường tương lai mình đang hướng đến bằng chính sự nỗ lực, cố gắng của mình. Sống tốt, sống thiện lương thì phúc phần nhận lại cũng tương xứng vạn phần. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 thân mến, theo quan niệm của tử vi phương Đông thì mỗi con giáp đều mang cho mình số mệnh khác nhau. Có người giàu sang phú quý ở thời điểm này nhưng lại vỡ nợ, phá sản, xui xẻo ở thời điểm khác và không ai biết thần may mắn sẽ mỉm cười với họ khi nào. Thế nhưng, may mắn được cấu thành và nhìn nhận bằng việc nắm bắt cơ hội và quan trọng là bạn tận dụng được những cơ hội vàng này để có thể vận may bùng nổ, dễ trúng lớn cực đậm, đổi đời giàu sang, ôm tiền tỷ về tay. Tiếp theo sẽ là phần luận vận trình tử vi từng tháng âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm 2024. Tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Trong tháng 5 âm lịch này, công việc của Bính Ngọ tiến triển khá thuận lợi, tiền bạc chảy về túi bình ổn. Xem tử vi tài lộc cho thấy, đây là thời điểm tốt để mở rộng kinh doanh sang những hướng mới. Ai muốn khởi nghiệp thì lúc này phù hợp cho những bước đi đầu tiên của mình. Nhờ có tam hội khuyến khích mà việc hợp tác làm ăn cũng sẽ thuận lợi hơn hoặc bạn may mắn được những đối tác hỗ trợ, đôi bên cùng có lợi, giúp gia tăng doanh thu nhanh chóng. Ngoài ra, tam hội nâng đỡ nên vận trình có phần khởi sắc hơn trước, lại có thêm nguyệt lệnh ủng hộ, nên công việc tiến triển đều, tinh thần làm việc hăng say, sẽ mang lại thành quả xứng đáng. Trong tháng tình hình tài chính hầu như không có biến động lớn, mọi nguồn thu đều đều, không quá vượng mà cũng không đến nỗi suy, có thể kiêm nhiệm công việc khác nếu sắp xếp được thời gian ổn thỏa. Tuy nhiên, bước sang tháng 5 âm lịch này có dấu hiệu nguy cơ tuổi Bính Ngọ dễ vướng họa tiểu nhân quấy phá, làm ăn ưu tiên minh bạch, tránh đi theo lối tắt mà vướng họa lao mục. Bách việc mang tới tin vui về chuyện tình cảm mà bạn mong chờ bấy lâu, nhiều người độc thân may mắn thoát được cuộc sống tẻ nhạt, thoải mái trong việc tìm hiểu đối tượng mới. Có điều sức khỏe giảm sút, đề phòng đau ốm vặt Bính Ngọ nhé. Về phương diện sức khỏe, tuổi Bính Ngọ chú ý ăn uống cũng cần đảm bảo, vệ sinh nấu chín cẩn thận, đề phòng bị ngộ độc thực phẩm. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Bước sang tháng 6 âm lịch, vận trình của người tuổi Bính Ngọ có xu hướng khởi sắc rõ rệt, ví như màn mây đen u ám, xám xịt, được thay thế bằng ánh mặt trời chói lóa, mưu sự dễ thành, tranh thủ nắm bắt cơ hội để thành công vượt trội. Trong tháng có nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức, tăng lương, bản mệnh mạnh dạn đề xuất, tỷ lệ thành công khá cao. Về tài vận có dấu hiệu chuyển biến tích cực, nhất là thứ tài, nguồn thu nhập bạn có được phần lớn nhờ vào việc kinh doanh, buôn bán và đầu tư bên ngoài, chứ không phải từ công việc chính. Tuy nhiên, vẫn cần chú ý hiện tượng phá tài. Chuyện tình cảm khá hài hòa, vợ chồng đồng lòng, có thể đón tin vui về chuyện con cái, như con kết thi cử, đỗ đạt, đi du học, cưới hỏi. Tiếp sau đây sẽ là phần bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Bình giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Bính Ngọ năm 2024 âm lịch. Theo sao chiếu mệnh trong năm, bản mệnh gặp sao thổ tú tháng 8, tháng 4, gia đình tan tác, hao hư bạc tiền, lệ trào tơi tả triền miên, biệt ly nội ngoại, muộn phiền tiễn đưa. Thổ tú là hung tinh thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay, sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong, Diêm Vương thư kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ, động dày văn thư, hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần, cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Ngoài ra,
trong năm có thể có điềm báo tang tóc trong dòng tộc. Tiểu kết, trong năm 2024 này, nữ Bính Ngọ chịu tác động của hung tinh Thổ Tú, bản mệnh có điềm báo dễ gặp thị phi, chú ý lời ăn tiếng nói, tránh để kẻ xấu nắm thóp, giở trò ném đá giấu tay. Ngoài ra, bạn nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, thảnh thơi, quan trọng nhất là phải giữ cho sức khỏe được ổn định, tinh thần thoải mái, gặp chuyện vui thì hoan hỉ đón nhận, gặp chuyện buồn cũng nhẹ nhàng cho qua, tâm thanh thản thì đời tự sẽ an nhiên. Ở độ tuổi này, điều khiến nữ tuổi Bính Ngọ hạnh phúc nhất có lẽ là con cái dần trưởng thành và có nhiều thành tựu trong cuộc sống. Hãy dành thời gian quan tâm, chăm sóc, trò chuyện với mọi người trong nhà để mối quan hệ được gần gũi, tình cảm hơn. Cách hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy, đồ phong thủy. Trong năm có sao này chiếu mệnh, gia chủ nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm. Để hóa giải vận xấu với người đau ốm, bệnh tật, nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám, điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy, cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, để phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, bản mệnh nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Bính Ngọ trong năm 2024. Tuổi Bính Ngọ nam mệnh năm 2024 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Thái Dương được coi là phúc tinh rất tốt cho nam giới, nhất là về đường công danh. Trong năm có sao này chiếu thì công việc phát triển, có cơ hội thăng quan, tiến chức, làm ăn phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Đây là hai tháng đại cát, nên chủ động nắm bắt để mưu sự dễ thành. Theo niên hạn, nam mệnh gặp hạn thiên la chủ về bị phá phách không yên, kẻ xấu dụ dỗ, lừa gạt tiền bạc, hạn cũng chủ đau yếu, ốm đau, tốn kém tiền của để chữa trị. Tiểu kết, trong năm có sao tốt chiếu mệnh, công việc làm ăn của tuổi Bính Ngọ nam mệnh thêm phần thuận lợi, có thể mở rộng làm ăn, có cơ hội thăng quan, tiến chức, hứa hẹn một năm đầy hào quang trong sự nghiệp, tiền bạc cũng may mắn, buôn bán kinh doanh được lộc, có khoản tích lũy dồi dào. Nếu chăm làm việc thiện, gieo nhân duyên lành thì càng tích được nhiều phúc đức. Tuy vậy, hạn thiên la cũng nhắc nhở nam Bính Ngọ nên kiềm chế cảm xúc, tránh nóng giận sẽ khiến mối quan hệ xung quanh trở nên xa cách. Trong gia đạo, nên tôn trọng các ý kiến, quan điểm của thành viên khác, như vậy sẽ tránh được những xung đột không đáng có. Năm này nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, không nên lao tâm tổn sức quá nhiều, gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Chuyện gì không làm được thì nên nhận sự trợ giúp của người khác, miễn sao tinh thần được thoải mái, lạc quan thì sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, phòng trừ bệnh tật. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, kênh Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn giúp tuổi Bính Ngọ gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu trắng vượng tài lộc. Sử dụng màu trắng, Bính Ngọ tự tin tìm ra con đường phát triển của mình. Bạn khẳng định vị thế của mình trong lòng khách hàng, tìm cách mở rộng quy mô làm ăn, từ từ khiến lượng khách hàng ngày một đông đúc, tiền chảy về túi nhiều hơn. Một số người làm ăn, khi đàm phán, hợp tác, cũng tự tin trao thỏa thuận được mức lợi nhuận như mong muốn, tiền bạc ngày một gia tăng dồi dào. Màu xanh dương vượng sự nghiệp. Màu này giúp tuổi Bính Ngọ giữ được đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Đặc biệt, màu xanh còn có tác dụng chữa lành rất tốt. Nếu tập trung làm việc, bạn có thể đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, giúp ích cho việc khẳng định vị thế, thậm chí có thể trở thành người dẫn đường, giúp tập thể tìm ra hướng đi mới phù hợp. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Bính Ngọ, màu xanh nõn chuối và màu tím. Hai màu này khiến tuổi Bính Ngọ trở nên huênh hoang, dễ làm mất lòng người khác, khiến kẻ tiểu nhân chú ý gây chuyện, đặt điều cho bạn, để bạn vướng vào thị phi hoặc cướp mất công lao mà bấy lâu nay bạn tốn công gây dựng. Bạn cũng sẽ thường xuyên phải đối diện với những cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Thiếu tỉnh táo nên khó nhận ra những cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn,
thông điệp may mắn mà Tử Vi muốn dành riêng cho quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 ở tuổi 59. Người biết buông bỏ là người chiến thắng trong cuộc đời này. Chỉ khi một người có lòng bao dung hết thảy và biết buông bỏ những gì không đáng có, thì mới có thể dung nạp vạn vật và thành tựu. Sự nghiệp không cần phải trở thành vĩ nhân, nhưng nắm giữ bí quyết này thì quý bản mệnh sẽ luôn được hạnh phúc trọn vẹn. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý bản mệnh Bính Ngọ sinh năm 1966 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.